Xin kính chào quý vị, bây giờ là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. 14 hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị chính phủ xây dựng chiến lược phòng chống dịch theo điểm. Xuất khẩu sắt thép 2 tháng liên tiếp vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Chuỗi bán lẻ Marks & Spencer của Anh có kế hoạch đóng cửa hơn 50% cửa hàng tại Pháp. Thưa quý vị, vào chiều 16 tháng 9, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam VIDA đồng tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số Nông nghiệp Việt Nam 2021 với chủ đề Bắt kịp các xu thế thị trường, phát huy vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch COVID-19 và khai mạc triển lãm quốc tế Nông nghiệp Việt Nam 2021, Agritech Expo 2021 theo hình thức trực tuyến và thực tế ảo. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam đến 2030 là nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đến năm 2045 là nước phát triển thu nhập cao, Việt Nam phải chuyển đổi số thành công. Trong đó, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực ưu tiên cần thực hiện chuyển đổi số trước tiên như đã được xác định trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Diễn đàn là một hoạt động kết nối có ý nghĩa thiết thực để các địa phương doanh nghiệp trong nước và các đối tác nước ngoài cùng trao đổi cởi mở về nhu cầu tiềm năng, lợi thế của nhau, trên cơ sở đó nhận diện những cơ hội hợp tác mới vì sự phát triển chung của đất nước. Chúng tôi sẽ cố gắng để kết nối các đối tác ở sở tại với các đối tác của Việt Nam để có thể chuyển giao công nghệ hay là hợp tác liên doanh để cùng tạo ra những cái sản phẩm nông nghiệp mà đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường, như vậy sẽ tạo ra cái điều kiện để đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam. Đồng thời là tìm hiểu các cái công nghệ mới, các cái xu thế mới để mà Việt Nam cũng có thể theo kịp, bắt kịp cái mạch chung của thế giới để hòa nhập vào cái chuỗi cung ứng về sản phẩm nông nghiệp của thế giới. Bên cạnh cái việc là đưa công nghệ, tiếp thu công nghệ thì chúng tôi cũng kỳ vọng là với cái vai trò của Bộ Ngoại giao thì cái nông sản của Việt Nam sẽ được đưa ra thế giới bằng một cách rất là mới, đó chính là đi theo con đường ngoại giao. Thay cái việc là chúng tôi phải các cái doanh nghiệp trong hiệp hội phải chủ động đi chào hàng rồi đi giới thiệu sản phẩm. Diễn đàn gồm hai phiên thảo luận, với phiên 1 về định hướng chính sách và phiên 2 với chủ đề định hình nông nghiệp số Việt Nam đến năm 2035 và đã được trao đổi sôi nổi với tham luận của gần 20 diễn giả đại diện cho chính quyền địa phương, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn. Cũng tại diễn đàn cũng diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế thực tế ảo Agritech Expo 2021 với sự quan tâm và hưởng ứng của rất nhiều đơn vị trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi ở mức là 6,7% trong năm nay, bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch và tăng lên 7% trong năm 2022. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Ngân hàng Thế giới đã nhận định nền kinh tế Việt Nam có phục hồi vào nửa sau năm 2021 nếu kiểm soát thành công được dịch hiện nay. Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, dù những rủi ro theo hướng suy giảm đã gia tăng, nhưng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc và nền kinh tế có thể quay lại với tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức từ 6,5 đến 7% từ năm 2022 trở đi. Theo HSBC Việt Nam, ngày càng nhiều nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại sau khi triển khai tiêm vaccine trên diện rộng. Cùng với đó, thì nhu cầu hiện tại của thị trường châu Âu và Bắc Mỹ sẽ mang lại tác động tích cực lên xuất khẩu hàng công nghệ, máy móc, da giày, dệt may, nội thất, thực phẩm và nông sản, những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. HSBC Việt Nam cũng nhận định điểm tích cực là vốn FDI thực hiện của Việt Nam vẫn tăng 3,8% trong giai đoạn 7 tháng đầu năm. Phần lớn nguồn vốn này được rót vào lĩnh vực sản xuất và chế biến, sau đó là tới mảng sản xuất và phân phối điện. Thưa quý vị, các hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần lập tổ đặc biệt để kiểm tra, giám sát lưu thông, chống ách tắc hàng hóa qua đường dây nóng, đồng thời đề xuất quản lý dịch bệnh theo điểm, đó là không áp dụng phong tỏa, cách ly theo vùng địa lý, theo điểm, tập trung quản lý dịch bệnh bằng việc xét nghiệm định kỳ và xác suất tại các điểm, lấy tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng làm nòng cốt phòng chống dịch. Đối với phòng chống dịch tại điểm sản xuất, các hiệp hội kiến nghị công tác xét nghiệm cần thực hiện xác suất 10% lao động với tần suất 7 ngày một lần. Đặc biệt, đối với quá trình tham gia giao thông vận tải, các hiệp hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo các địa phương bãi bỏ các hạn chế về vận tải hàng hóa giữa các vùng chỉ kiểm tra tại điểm đầu và điểm đến.
14 hiệp hội cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đưa kit xét nghiệm COVID-19 giao diện được trợ giá, bình ổn giá, đồng thời đề nghị Chính phủ cho các tổ chức y tế được bán kit xét nghiệm theo giá cạnh tranh, có danh sách hỗ trợ các nhà máy, cụm nhà máy, khu công nghiệp lập các cơ sở lưu trú, lập các trạm y tế tại chỗ hoặc lưu động để triển khai phòng chống dịch. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm nay đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 31 tháng 12 đối với doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế bị ảnh hưởng do COVID-19. Chính phủ cũng đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức. Dự kiến thì số giảm thu ngân sách nhà nước đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ đầu năm cho đến nay thì cả nước đã thành lập mới 821 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên thì về vốn, bình quân mỗi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 19,3 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2020. Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin, định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong công tác đăng ký vườn trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, chủ động nắm bắt thông tin, thị hiếu và nhu cầu thị trường. Thưa quý vị, trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 1,53 triệu tấn sắt thép với tổng trị giá là gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 33,8% về lượng và 35,2% về giá trị so với tháng trước. Đây là tháng có giá trị xuất khẩu sắt thép các loại cao nhất từ trước đến nay và là tháng thứ hai liên tiếp vượt 1 tỷ đô la Mỹ. Đà tăng của xuất khẩu sắt thép đến từ sự tăng trưởng vượt trội của thị trường Mỹ và châu Âu. Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 1,43 triệu tấn sắt thép sang thị trường Liên minh châu Âu, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ, và 540.000 tấn sang thị trường Mỹ, tăng 4 lần so với cùng kỳ. Thưa quý vị, chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực cầu phao tạm Đông Hưng. Thông tin đã được Sở Công Thương Quảng Ninh báo cho Bộ Công Thương. Cụ thể thì việc tạm dừng nhập khẩu thanh long này sẽ kéo dài trong 7 ngày, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9. Vì vậy, các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân có liên quan cần chủ động phương án phân luồng hàng hóa nhằm tránh thiệt hại. Ngoài ra, các tỉnh, doanh nghiệp cũng được yêu cầu chủ động kiểm tra, rà soát quy trình thu hoạch, đóng gói, chế biến và vận chuyển nông sản, nhất là trái cây, để giúp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16 tháng 9 thông báo, nước này đã đệ đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Thông báo được đưa ra tối qua nêu rõ, Bộ trưởng Thương mại nước này Dương Chăn Đào đã gửi đơn xin gia nhập CPTPP tới Bộ trưởng Thương mại New Zealand. Hai quan chức này cũng đã có cuộc điện đàm để trao đổi về các công việc tiếp theo liên quan việc Trung Quốc nộp đơn. CPTPP là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 với 11 nước thành viên tham gia, chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu. Trước đó, hồi tháng 2 vừa qua, Vương quốc Anh đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP, trở thành nước đầu tiên xin tham gia hiệp định này kể từ khi bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2018. Với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng, CPTPP giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên và thúc đẩy thương mại đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 16 tháng 9, chuỗi bán lẻ Marks & Spencer, gọi tắt là M&S của Anh cho biết có kế hoạch đóng cửa hơn 50% cửa hàng tại Pháp do các quy định mới về thương mại sau khi việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, tác động đến nguồn cung hàng hóa. Trong một thông báo, M&S cho biết sẽ dừng hoạt động 11 trong số 20 cửa hàng của chuỗi này tại Pháp với lý do những thủ tục phức tạp rườm rà trong các quy định mới hậu Brexit làm cản trở nguồn cung. M&S cho biết sẽ dừng vận hành 11 cửa hàng với đối tác SFI trong những tháng tới, trong khi 9 cửa hàng với đối tác Lagardy Travel vẫn duy trì hoạt động tại các sân bay và nhà ga tàu hỏa.
Theo đại diện hãng, những quy định mới trong thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU đã khiến hãng này gần như không thể phục vụ và đảm bảo chất lượng hàng hóa tươi sống và đông lạnh cho khách hàng. Đầu năm nay, M&S đã tái cơ cấu hoạt động tại Cộng hòa Séc, không còn cung cấp thực phẩm tươi sống tại các cửa hàng và tăng các mặt hàng có thời gian sử dụng dài hơn. M&S đưa ra những điều chỉnh trong hoạt động kinh doanh trên trong bối cảnh các doanh nghiệp Anh trong các lĩnh vực đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa do tình trạng thiếu tài xế xe tải và nhân viên kho hàng bắt nguồn từ những tác động của dịch COVID-19 và quy định mới về thương mại hậu Brexit. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.